mày. Ủa điên khui luôn à. Vậy, con cá chê. Đây là cái view câu cá của ba anh em trưa nay. Trưa nay thì sẽ có món mì xào bò. Bên đây là chim roti. Chút xíu nữa thì sẽ có gà nướng và cháo nữa. Ở đây là cái view câu cá. Ở đây thì chim hót ríu rít luôn. Có con cù nó gáy ở trên kia. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Thầy Thiết Phố. Hôm nay thì em sẽ cùng với tất cả mọi người sẽ đi câu cá. Hiện tại thì em đang ở quán Bào Sen. Đây là cái quán ở thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp. Thì hôm nay em ra cái Bào Sen này em câu cá. Sẵn đây thì sẽ cái ghé cái quán này ăn trưa luôn. Tại vì sau lưng cái quán này là một cái hồ sen rất là lớn. Và em nhìn thì có thể là có cá lớn nên em sẽ quyết định ở đây câu cá. Sẵn thì sẽ giới thiệu cái quán này cho mọi người luôn. Nếu như mà ai muốn đi câu cá mà có chỗ dừng chân để ăn uống thì mình sẽ phải đến cái quán này. Bây giờ hãy cùng em đi vào trong nha. Cái quán này cách Thang Thiết chắc cũng khoảng gần chục cây. Thì quán này có một cái sân rất là rộng và có chỗ để xe nè, rồi cây cối thì mát mẻ nè. Sau lưng quán thì có một cái bào sen rất là to để cho mọi người có thể ngồi ăn dưới bóng cây mát mẻ. Rồi sẵn đây ai muốn câu cá thì sẽ dừng chân ở đây câu cá luôn, giới thiệu cho mọi người. Đây có rất nhiều cô chú ghé ăn trưa. Đây là bào sen nè. Đây là cái bào sen. Mọi người thấy là cái bào sen to, có rất nhiều sen ở đây luôn. Lúc nãy thì em tính là ba anh em sẽ ăn uống ở đây, nhưng mà chỗ này thì có cái lưới người ta giăng ở chỗ này rồi, nên không có câu cá chỗ này được, nên quyết định qua bên kia ngồi ăn và câu cá. Ở đây thì quán này có gà, gà ta thả vườn, gà rừng và có dăm nữa. Thì em sẽ đi vào trong quay thức ăn cho mọi người luôn. Đây, em sẽ đi vô trong quay dăm. Đây là dông. Mọi người ăn thì người ta sẽ bắt ra và người ta chế biến. Rồi đây là menu quán nè. Có rất là nhiều món trong đây. Ở cái quán này thì rất là mát mẻ nha. Chỗ này có một cái xích đu nè. Chỗ này có mấy cái thuyền để cho mọi người muốn đi ra thì mọi người sẽ mặc áo phao vô, rồi đi ra đó hái sen nè, hoặc là chụp hình với sen thì mọi người đi cái thuyền này ra. Bên này thì có một cái xích đu nữa nè. Đây là khu viên quanh quanh chỗ này. Rất là mát mẻ luôn. Nếu như mọi người mà ở Phan Thiết mà cảm thấy nóng nực thì mọi người có thể đi ra ngoài Thiện Nghiệp này. Cách cũng khoảng gần chục cây thôi, nhưng mà rất là mát. Mọi người có thể cùng gia đình ra đây nghỉ dưỡng cuối tuần, hoặc là ra đây để câu cá. Cái hồ này thì có một cái đường ở bên hông. Nếu như mọi người mà muốn vô đây câu cá thì mọi người cũng không cần ở cái quán này đâu. Mọi người chỉ cần đi đường bên hông mọi người vô câu được. Nhưng mà trưa nay thì em muốn giới thiệu đến mọi người cái quán, có cả quán ăn, có cả nơi câu cá luôn. Nên sẽ giới thiệu cái quán này đến cho mọi người. Còn ai đam mê câu cá không thích ăn trưa thì mọi người có thể đi cái đường bên hông này nè. Mình đi ra cái đường bên hông cho mọi người xem. Đây là cái đường bên hông của cái quán. Thì mọi người sẽ có một cái đường lớn và đi ô tô vào được. Rồi mọi người
đậu xe ở bên cái bãi đất này, rồi qua đây câu cá thôi. Đây là một cái hồ tự nhiên, anh không biết là hôm nay mấy anh em câu sẽ có cá hay không, nhưng mà hy vọng là sẽ có cá. Còn chỗ ăn uống thì mấy anh em có một cái bàn ở chỗ này. Cái góc này thì nó không có sen nhiều nên chắc là câu nó sẽ dễ dính hơn. Bây giờ thì em sẽ cùng với mọi người ngồi câu cá chút xíu. Lát nữa có đồ ăn thì em sẽ quay giới thiệu cho mọi người luôn. Ở đây nếu như mọi người mà muốn có mồi để câu thì mọi người có thể đầu trùng. Trùng thì ở đây nó không có to, nó nhỏ xíu thôi. Tại vì ở đây đất đa số là đất cát chứ không phải đất thịt nên không có trùng. Nó nhỏ nhỏ à. Nhưng mà cũng đủ để cho mọi người câu được. Bây giờ em sẽ đi vào trong chỗ nào ẩm ẩm để đào xem có trùng lớn hơn không. Có trùng lớn hơn thì tỷ lệ câu dính cá nó sẽ dễ hơn. Đây là con sùng. Con sùng này câu cũng được nè. Để tí em gắn lên cần luôn. Chỗ có sùng này chắc chắn sẽ có trùng nè. Đây, chỗ này có một con trùng. Ở đây thì trùng rất là nhỏ. Thôi bây giờ thì sẽ đi lấy gắn vào trong cái cần trước đã. Tới con trùng này, lại mấy con sùng. Đây. Đây có một ít trùng với lại sùng để gắn vô cái cần. Giờ được hai con trùng con với hai con sùng. Lựa lấy những cái cần vô này. Đây, một cái lưỡi bằng trùng đây. Còn lưỡi này sẽ gắn con sùng to nhất. Con này nó rất là dữ luôn. Cắn lại nữa. Đó. Rồi, thử mồi mới. Rồi, chờ đợi xem có con nào ăn mồi mới hay không. Mồi bén bén là có cá à. Lớn lớn lớn, giật cô cá. Cần lưỡi sao lúc được. Phao to quá mà. Ồ, cá rô luôn à. Nhấp kiểu này cá rô đâu. Bảo dính lá rồi. Đau quá mày. Ủa, điên khui luôn à. Rồi, con cá chê. Rồi, nuốt lưỡi luôn đâu. Rồi thua luôn. Giờ cạy nó ra. Không, em lấy cái cây em thọc vô miệng nó quăng. Từ đó. Cái cây em quăng. Để cho nó nằm im ở đây gỡ không nó nhảy xuống hồ á. Đấy, cái mở mang lên coi. Mở mang. Hai mình ra mày. Rồi, ok. Nắm cây. Em thấy sợi dây. Nắm cái cây rút lên là được à? Rồi, để rút cái cây còn lại. Ê, đây, đây. À, rút luôn đi. À, bỏ xuống rồi. Nào thả. Đó. Đây là con cá đầu tiên. Bây giờ sẽ cột nó ở đây để nó không có động nước ở bên kia, để bên kia câu. Rồi, một con cá đen, cá chê đen. Đây là cái view câu cá của ba anh em trưa nay. Trưa nay thì sẽ có món
mì xào bò, bên đây là chim roti. Chút xíu nữa thì sẽ có gà nướng và cháo nữa. Ở đây là cái view câu cá. Ở đây thì chim hót ríu rít luôn. Có con cu nó gáy ở trên kia. Rồi, trưa nay sẽ có món mì, mì xào bò. Mời tất cả mọi người. Đây là món bồ câu roti. Rồi muốn câu chung là trắng là không bao giờ xảy nổ. Câu chung thì dễ dính hơn. Mình muốn câu có chơi là mình quay sinh là câu được. Mấy em chỉ. Muốn câu 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 bồ câu đây rất là dai nè. Chắc là bồ câu người ta bắt ở đây chứ không phải bồ câu nuôi. Ăn đi, ăn hết thì kịp rồi. Nếu mà chờ con gà lâu lắm. Này, có cái view câu cá rất là lý tưởng. Nếu như mọi người mà đến đây câu cá mà mọi người không có nhu cầu ăn trưa thì mọi người chỉ cần kiếm một cái võng, rồi mắc võng vào cái vườn cây này, nghỉ trưa rồi câu cá. Đây là món tiếp theo của ngày hôm nay. Ở đây có món lươn xào lăn nè. Rồi bên này thì có thịt gà nướng. Gà nướng và cháo. Cháo thì nấu bằng lòng gà. Còn gà nướng. Đó, trưa nay có 4 món, với món cháo là 5. Rồi xem hôm nay sẽ câu được nhiều cá hay không nha. Cái hồ thì nắng lên rất là đẹp. Nhấp cái mẩy, nhấp cái mẩy. Hết màu đâu. Nó mà làm này, giới thiệu với mọi người ở đây người ta cho mắm nhỉ ăn với ớt rất là thơm. Đây là món lươn nè. Món lươn này thì con lươn nó cũng không to quá. Để xem nó có chắc thịt hay không. Lươn này chắc thịt, thơm vị sả. Ta xào sả ớt rất là thơm luôn. Bây giờ thì sẽ đến món gà nướng. Đây nè, món gà nướng nè. Món này sẽ chấm với muối ớt. Ở đây thì người ta nói đây là gà người ta thả vườn. Thịt cũng rất là dai. Con gà cũng không có to lắm. Vừa phải cho 3 đến 4 người ăn. Rồi muối ớt ngon nè. Tính thịt gà rất là hợp. Người ta làm từ muối hạt á, nên nó có một cái vị mặn. Gà thì người ta nướng vừa phải không, chưa có khô lắm, như vậy thì nó mềm. Ăn thì ăn với cháo. Đây này, đây có món cháo hành, nấu với lòng gà. Như là bữa trưa của ba anh em thì ăn cũng như đây là cũng no. Bây giờ là chỉ chờ đợi con cá tiếp theo thôi. Cái hồ thì rất là rộng. Bên này thì có mấy anh mới đến câu cá nè. Họ làm cái dù anh ngồi lên câu cá. Bên kia thì không có ai hết. Để chiều nay nếu mà không có ai thì sẽ đi qua bên khúc bên kia để xem bên đó có cá hay không. Cái khúc này thì nó hơi trống nên nãy giờ mới dính được có một con thôi. Mọi người chờ khi nào có con mới thì em sẽ quay cho mọi người xem nha. Giật nữa đến lượt. Cái đó mà mình giật nhanh là được có lượng hơn. Vừa mới để lúc cái đó mình giật xéo qua là dính bỏ luôn. Giật xéo là dính liền. Cái hồ này mà cầm cái cần bạc nó bạc cá lóc là có một quá trình đó. Còn này chắc bữa nào phải đi cắm đêm bữa luôn. Cái chỗ đó cái đêm á bắt đầu chiều 5 giờ đi rồi. Tại đất xung quanh này nó cũng mềm mà, bữa nào mình làm mớ cần tre á. Gióc cắm xung quanh nè, cắm dọc hồ này bạn đêm đi ở lại câu cá. Cần tre bảy có cả đống. Dạ. Làm cần tre ra đây câu ngon mà. Mình phải câu đêm thử. Này kêu lúc luôn.
không cần đó lấy, cũng cần kế bên à. Đúng rồi. Đúng cây luôn. Biết ngay rồi. Cây à. Em là hết mồi, nhưng mà còn nháy là còn mồi. Cái nhỏ này chỉ có câu trùng nó dính nổ nó. À, thằng em nó không rỉ luôn trời. Nó đưa một phát xuống luôn trời. À, cần em cắm gần đây nó, cá nhỏ đâu dính vô đâu, mình đứng đây mà. Cá lớn nó dạng. Chỉ có cá lớn ở dưới đáy rồi. Bây giờ đây là 5 giờ chiều, mấy anh em đi câu cá thì bây giờ thấy trên hồ là không có ai hết, mọi người đi về hết rồi. Còn có mấy cái chú đang gỡ lưới ở đằng kia. Cái quán thì người ta cũng đang chuẩn bị đóng cửa rồi. Quán này thì họ làm trễ nhất là 8 giờ tối. Nếu ai mà muốn ở lại câu đêm thì mọi người nói trước với lại cô chủ quán, thì cô sẽ chuẩn bị đồ ăn hoặc là đồ đạc để cho mọi người ở lại có thể câu đêm. Còn bây giờ thì cho mọi người xem lại con cá nè. Đây là con cá chê mấy anh em câu được. Hôm nay thì cá trên hồ nó rỉa rất là nhiều nhưng mà nó không có chịu ăn. Có một con cá chê này của thằng Kiệt nó câu nè. Thì hẹn mọi người ở cái clip tiếp theo. Mấy anh em sẽ ở lại câu đêm vào một buổi khác. Còn bây giờ thì em xin dừng cái clip này tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Rồi, hôm nay mấy anh em đi câu cá giải trí. Giờ đi về thì sẽ thả con cá về tự nhiên. Rồi, rút dây ra cho nó về. Dạ rồi. Xuống à, bơi đâu. Ê chà. Đi kiếm. Thôi, đi về đây. Dạ. Bye bye tất cả mọi người nha.